ក៏ទៅយើងជាអ្នកមានទេតែរបៀបនៃការចាយលុយរបៀបនៃការប្រើប្រាស់លុយទៅកំណត់ថាយើងជាអ្នកមានហ្នឹងនៅពេលខ្លះយើងរកបានមួយខែមួយម៉ឺនចាយមួយម៉ឺនទៅវិញហ្នឹងយើងរកបានមួយខែមួយម៉ឺនយើងចាយមួយម៉ឺនរបៀបនៃការពីមួយនឹងចាយពីមួយឬក៏មានអ្នកខែមួយអាប់ 100 ចំណុចចំណាយគឺស្មើគ្នាយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងការចំណាយទោះបីយើងចូលច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងការចំណាយគឺយើងអត់សល់ទេនៅដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងរកលុយបានយើងជួបបញ្ហារ៉ាញ់ធំឬក៏យើងក្រមកពេលដំណាក់កាលណាមួយរកលុយបានក្រមបងខ្ញុំឃើញខ្ញុំជួបច្រើននោះដែលមានលុយមានលុយទៅរកលុយបានក្រមបងចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ឃើញថាទោះបីជាយើងរកចំណូលបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនទាន់ប្រកាសថាយើង
cá chai lôi phòng này bà vừa được biết là cá chai lôi nhà cá tục đạ lôi nếu cô tầm khăn á mình tầm khăn á là biết để dưỡng ở trên được biết là cá trái 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 của thời ca được biết đó nè trái của thời ca bị thi nhà cá chai được biết là cá chai khác có chai ta mà róm chai cho chai miên lôi toàn ban miên lôi cro vậy nhà khác quật đã qua biết thằng cro không quật mình là độ cro cro ấy khổm cro thì của miên đây thôi mấy khu các bạn quát cứ nức khơi chai tăng vì mình toàn miên lôi có làm toàn bạc mẹ khai phóng chai ở bà rồi mẹ bà mẹ khai mà mớ rồi có miên đây là việc không có đọc bàn hiệp trong hay là ca chùm nấy trong khác chạy kia mà chạy dần bà mẹ khai so người bình trong khác chạy kia chạy thiệt bà mẹ khai so người bình thiệt chắc tư mau đọc đai đọc đai đọc đai đọc đai lắm đó trong khác chạy kia mà chạy toàn bàn khó hơn ông lôi bạc toàn bàn khó ông lôi bạc chắc mong bôn mà nét đây mình bỏ bị sao bà mẹ bà tùm bạch lược đầy thế còn ngồi ông biết là ngó này nè khăn khỏi dân cư miên bom sọt bám này mọi này vậy rồi lát chặt đầu không càng nghe khăn khỏi cho miên bom sọt khăn nắng toàn ban miên toàn ban lôi vốn xây cái bàn tiền đó xây cái o tiền đấy cà phê trong khai khỏi chết ban lôi mất xây cái tiền đó chẳng khổ à mồm mồm toàn ban ấy vẫn khổ tục môn này rẻ chẳng biết nè khu các bạn đấy cứ thở cao độ biết này ca cúc rôn với cả chai đôi mà này anh không vậy chúng nói khác này ta bom bom này trong chi tiết chúng ta bây giờ nói với tôi là bom bom cho luôn mùi ngày pin là sao pê và liêm mà ngày pin nó mà dương vậy thì tới ban ban dương anh vậy lục mặt bàn mà ngày pin tam dạ liên một trong liên nữa mà nhưng còn chạy lại bông con này vậy mấy trăm này khăn khổ dữ này và chắc phải chặt men tới nơi được biết này ca chai lôi hiếu này dương miên bị nấy không ca chai lôi nữa nè miên cái miên bị nấy không ca chai lôi không ca cục rong rảnh tội bắt luôn bà được biết này ca chai lôi cái miên thay là ca này ca chai vào cái bắt luôn chắc bông con ở bây giờ đang là luôn dương miên bị nấy không ca chai lôi rứa của dương miên lôi phần nào hay dương ai chai bán phần nào rồi có dưỡng chai kho chai thử chúng xong ở thua ca bằng hai nhưng mà muốn thua ca cót ra bà thua ca cót ra thua ca cót ra ta mùi ngay để dưỡng chai đó là bông bông cót nó cót tục nó ui thử hết bông 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 cót tục ngang nhóm ngay đấy sọc con mà tô pi đôi dù đó sọc con mà tô nhà mà lấp nhà mà phê tinh cả ai đó tinh ai chẳng phê là bông bông tùm lốp này ca cót ra mà tức bông bông mưa mà đó phê khá dưỡng hổ khơi nước lấy để chai ớt phải giấu chi trường bà về lâu thì họ thấy dương ra mà tổ lót tinh khơi cái áo online được khơi luôn áo khơi cái áo khơi ấy nó khơi tổ lót tinh đó ắt ban vô mà thở không trẻ tinh nó khơi trẻ tinh nó bàn vậy nếu mà men men đây ta ai tập vào bóng online bây giờ luôn tay cầm tròn vậy ta róm này ca tinh bây giờ đấy còn là khơi sát ô cắt cốt lớn tinh dần nó biết lát tinh là ắt ban thở không tay mà sao mà dương men tổ lót này ca cắt ra dương đừng mưa khơi nhô không ban tinh ở nãy ắt thở nào bóng bóng thương mình lý không cắt ra mà tức bóng chạy mà đâu chạy nó chặt đâm sầm ruồi nãy khác ở trăm bạch nông ca chai sầm ruồi bà nãy khác chai đó ở trăm bạch sao để ca chai chai ở chợ này về khác thì họ ta đôi nhóm muốn còn nhâm cà phê trong mà khai buôn hồi là còn là nhâm cà phê chắc ngày lấy nữa ở trăm bạch nông ca chai về thì mổ khi lấy lắm chứ nhâm đâu mà bính mà coi office nhâm ai tinh cà phê sộp phiếp ba cà phê là o cà phê sộp phiếp mà nhâm nó office tử nhâm office chùm đuôi này ca để dương nhâm cà phê ở chợ này mà nhâm nó office hết chuyện anh pêu đi nông ca thưa ca đi dương chỉ đánh phê điểm ca thưa ca thì chẳng không xong gì chẳng không xong dương là họ khơi như luôn khuôn này và đó khơi khuôn này nhưng không ca để dương dốt lôi không ca để dương chắc đâm ở chai lôi khóc rồi có chai lôi ở trong cả lại để dương ai chai rồi có dương ai cắt bằng thôi nó ca bằng trăm bạch mà chẳng luôn
nó phê khách như hồ khơi nhắc cả áo mà khai dương tinh từng tú và tay dương phở ta mà phê việc đôi này cả thôi bố nó ai sầm con khơi luôn ấy phê khách dương tinh áo dương chởn áo mà tu tay dương phở ta mà phê việc đôi nên không mà tu nữa mà chân mẹ nó hả tinh chân mẹ này chân mẹ này khang khỏi thang chân mẹ này nha nè khang khỏi là tinh chân mẹ mà tinh chân mẹ tinh mà tu cho mát phở ta mà phê việc đôi phở ta ai đã đá được là phong toàn ăn phở anh ấy đây cho ca khăn bông cho đi dân chụp lại ta mà rõ mà vô mà phết nó khơi sạch khơi sạch lạnh tinh mà tu vô máu được tinh vô máu buôn đọc cho nó phở ta mua phí biết hết phở ai đó đá đó đá bà anh ấy không khỏi trong ưu thì hồ mà style pay cái discount mà nắng gì ca kết bao giờ hiện cái luôn nhau.